Ở đây em thấy ít có thấy luôn, không 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 thấy luôn. Dạ. Dạ. Xin chào các bạn, hôm nay mình quay con máy Toyota 7040 các bạn. Cái này cũng gọi là cũng có thể gọi là khủng long các bạn, bự lắm mà. Mưa luôn rồi. Bánh quá bự, quá đỏ. Máy này dàn sớ này dài 2m2 các bạn. Thì vỏ này vỏ Nguyễn Đỉnh á. Bánh này là vỏ bánh này xài bánh Nguyễn Đỉnh á. Nó sát nặng rồi bánh nó bự nó đỡ lún. Bánh trước cũng bự hơn cái cũng bự lắm ạ, à. Bánh bự là xài đã lắm. Mấy con bánh bự này xài đã lắm các bạn, đỡ lúng. Con này đó cũng con Toyota nữa các bạn,
đã lắm, đầy bao phê luôn đó. Bánh nó bự nên nó khỏi mang thêm cái bánh bơ nữa các bạn. Cái con máy này nó nặng sát lắm, thành ra là nếu mà mang thêm bánh bơ là nó, nếu mà không mang bánh bơ là nó sẽ lúng. Bánh này bề ngang của nó gần 5 tấc, 4 tấc mấy, gần 5 tấc. Cho em coi cái bộ găng sớ này ngộ quá anh. Cái này găng búp anh. Lần đầu thấy luôn á, nãy giờ không thấy vụ găng này. Cái này lặt ở đâu có anh? Mua chợ thì có anh. Dạ. Yeah. Kêu kêu bằng găng búp á. Găng sớ này xài mấy mét vậy? 2.2. Cái này có bao nhiêu cái găng, nhiều găng dữ à? 72 cái. 72 cái găng ha. Mình xài cái này nó nặng hơn cái kia không hay là nhẹ hơn anh? Nè, bớt. Nó trộn gà hơn. Dạ, nó trộn gà hơn ha. Dạ. Em cảm ơn luôn anh. Rồi các bạn xem cái giờ cái găng phúp của anh, của anh tài xế này các bạn, của máy cài 7040 nè. Anh nói là trộn gà hiệu quả hơn cái kia nhưng mà xài nặng máy hơn vậy thôi à. Bảy mươi hai cái găng ha, 2.2 m là 72 cái găng. Ở đây em thấy ít có thấy luôn, không thấy luôn. Dạ. Dạ. Cái này anh ở ba chốt chứ hả? Này nó xài gió vậy ta? Cho nhà nông. Cho nhà nông, còn kia Nguyễn Đỉnh, gió Nguyễn Đỉnh. Bởi vì nó bự kinh khủng luôn. Dạ, máy đây là do máy khủng long mà. Biết đã luôn. Máy này của Thái các bạn. Nó nè.